Xin chào cả nhà, chào mừng các bác đã ghé thăm kênh của Lục Linh Giao Phúc Sen vào ngày 27 tháng 2 năm 2022. Hôm nay là ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thời gian vừa qua thì Covid hoành hành rất là nhiều ạ. Các đội ngũ y bác sĩ đã rất là vất vả và áp lực. Nhân dịp này cho phép em xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả mọi người. Những y bác sĩ đã, đang và sẽ công tác trong ngành y. Chúc tất cả cho các thầy thuốc sẽ có thật là nhiều niềm vui, thành tựu mới trong cuộc sống ạ. Quay trở lại ngày bán hàng hôm nay thì em sẽ làm một cái video giới thiệu về tất cả những cái mẫu dao đi rừng và đặc sản Cao Bằng nhé các bác ơi. Cái video trước kia mà em có làm vào ngày mùng 9 tháng 2 thì có rất là nhiều dao đi rừng ở đấy nhưng mà em bán hết rồi. Bây giờ em sẽ làm một cái video mới ạ, bao gồm những con dao mèo này, dao curi, dao pa thang đấy, có rìu đi rừng này. Tất tần tật những cái loại dao đi rừng thì em sẽ tổng hợp vào một cái video này nhá. Đây ạ, có cả dao đã có vỏ nữa luôn. Ngoài ra thì có thêm những đặc sản Cao Bằng. Cơ sở bán hàng của nhà em thì nằm tại thành phố luôn ạ. Em có số Zalo và số để các bác gọi điện chốt đơn là 0981 583 598. Đấy, và ngoài ra thì em có số 196 là số phụ nữa nhá. Tất cả những cái con dao này đấy ạ, em đã đánh số thứ tự hết rồi. Đấy, hôm nay em sẽ xếp gần nhau như thế này để các bác ngắm qua một lượt. Nếu mà mình cảm thấy em nào mà bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn ấy, đấy thì các bác cứ mạnh dạn chốt đơn luôn nhá. Giá của em báo trong video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiền ship thì các bác cộng thêm 30.000 một đơn giúp em ạ. Đấy, đây là những cái con dao được làm từ làng nghề Phúc Sen của huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng nhá. Khi mua hàng các bác sẽ được bảo hành này, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được mua hàng với những cái loại dao tốt nhất, chất lượng nhất. Sau đây thì em sẽ giới thiệu luôn về từng con. Đấy, đầu tiên em có 1, 2, 3, 4 ạ. Các bác nhìn này, đây là những cái con dao mèo có bụng to và mèo mũi hếch. Những con này thì chiều dài vào khoảng 25 đến 26 cm. Đấy, 1, 2, 3, 4 này thì đồng giá 300.000 một con nhá. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác lựa xem là con nào mình cảm thấy thích và phù hợp ạ. Đầu tiên em có mã số 1, đây là một con mèo bụng to. Đấy, con mèo bụng to này thì các bác để ý này, cái mũi nó cũng nhọn nhưng mà bụng nó phình ra như thế này. Đấy, cái cán thì hơi cong, đấy, cán gỗ cẩm chỉ luôn đấy ạ. Khâu đồng, đinh chốt đồng, có 3 đinh nhá các bác. Con này thì hai mặt mài sáng. Đó, em này có chiều dài 25 cm. Cái bụng to, cái bụng ngang ngang này này, to là vào 5,5 cm nhá, dày 5 ly và nặng 500 g. Con này các bác để, ngoài ra mình mang đi rừng chặt cây thì các bác để làm bếp chặt xương cũng được đấy ạ. Đấy, chiều dài 25 này thì nó không quá là dài. Đấy, số 1 sẽ ở như thế này nhá. Em bán 300.000, đây là mẫu dao mèo bụng to. Mã số 2 cũng là một con mèo bụng to nhưng mà tuy nhiên thì có hoa văn. Đây các bác nhìn ạ, cái mặt của nó không còn mài sáng nữa rồi mà sẽ mài hoa văn như thế này. Và ở đây thì có làm ra một cái phần an toàn nữa. Đấy, các bác nhìn thấy đa dạng không ạ? Cũng là chiều dài 25 cm nhá. Cũng nặng 500 g, cũng dày 6 ly. À đâu, con số 2 dày 6 ly thì nó dày hơn con số 1 1 ly nhá các bác. Bản dày này này là 6 ly ạ, đấy. Một mặt mài sáng và một mặt để hoa văn. Con này thì bản rộng của nó cũng vào 5,5. Thông thường những cái bản rộng thì em sẽ đo ở cái phần bụng to nhất đấy ạ. Đấy, con này thì cũng 300.000. Các bác có thể chọn con nào cũng được nhá. Con này thì làm 2 đinh thôi. Cái 2 đinh với 3 đinh này thì nó không quá là chênh nhau đâu ạ. Không phải cứ nhiều đinh là chắc đâu các bác ơi. Có thể là cái cán nó tùy độ ngắn dài khác nhau nữa, với cả tùy từng đợt xưởng làm nữa, nó vẫn chắc như thế, các bác yên tâm nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 3 và số 4. Đây là hai con mèo mũi hếch. Đấy, đây là mèo bụng to này. Mèo mũi hếch thì các bác thấy là bụng vẫn to nhưng mà mũi sẽ hếch nhọn lên. Đây là một cái kiểu rất là đặc trưng và truyền thống của dao nhà em. Đấy, các bác nào mà theo dõi em từ những cái ngày đầu em bán hàng đấy ạ, thì các bác sẽ thấy nhà em có cái đặc sản là mèo mũi hếch. Đấy, 1, 2, 3, 4 thì đồng giá 300.000. Các bác có thể lựa chọn nhá. Ở đây các bác nhìn này, cán gỗ cầm chì rất là đẹp. Cái cán này ấy, khi mà mình dùng trong quá trình thời gian về lâu dài đấy ạ, nó sẽ càng dùng càng sáng bóng. Đó, kể cả đinh đồng hay khâu chốt đồng cũng thế, không lo mối mọt, không lo thấm nước nhé. Cái gỗ cầm chì này các bác yên tâm ạ. Mã số 3 này thì là để đen hai mặt truyền thống. Đấy, nhưng mà mèo mũi hếch, cái cán gỗ này các bác nhìn này, cái màu nó vân rất là đẹp và tự nhiên. Con này thì chiều dài vào 27 cm. Đấy, chiều dài nó là dài hơn 1 với 2 một tí rồi nhé. Bản rộng cũng là 5,5 cm ạ. Dày 7 ly, đấy, bản dày này là dày nhất này. Trước giờ là em chỉ làm 5 đến 6 ly thôi, nhưng mà cái con số 3 này nó dày tận 7 ly rồi.
nặng 600g nhé các bác ơi. Đấy, đây là mã số 3. Còn số 4 ạ, em này thì ngắn hơn một tí. Dài 26 cm, đấy, rộng 5,5 cm, dày 6 ly và nặng 500g. Những con này thì dao động nó khác nhau tầm 1 đến 2 cm thôi. Đấy, bản rộng con này 6 ly này, con số 3 thì lại dày 7 ly này. Đấy, các bác thấy không ạ? Hàng thủ công thì không chuẩn được hết được. Và nhiều bác thì có thể thấy là cái mẫu mã không được đẹp ấy, nhưng mà các bác yên tâm, hàng làm thủ công thì có thể nhiều lúc không đẹp về mẫu mã nhưng mà chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo. Đó, đây cũng là một cái nét truyền thống và gìn giữ bao đời nay. Đây ạ, cái con số 4 thì các bác thấy là cái cán của nó này, màu nó sẽ sậm hơn những con này nhá. Bốn con này tùy các bác chọn ạ. Đó, tiếp đến em sẽ chuyển qua một cái mã to hơn một xíu. Đó là 567. Ba em này, ba em 567 này thì đồng giá nhá, 350.000 một con. Đây ạ, mã 567 ạ. Các bác nhìn này, số 5 thì cũng là mũi hếch nhưng mà nó đã là rơi vào cái phiên bản 30 cm rồi. Đây ạ, chiều dài của lưỡi dao này là 30 cm. Đấy, cái bụng to này là rộng 6,5 cm nhá. Nó là một cái phiên bản dày hơn của số 4 đấy ạ. Em này dày 7 ly và nặng 700g. Đó, hai mặt sẽ để đen như thế này nhá các bác. Dày 7 ly và nặng 700g. Đây là một con dao mèo nặng nhất trong tất cả các con hôm nay em lên. Đây, các bác nhìn mã số 5 này, ở cái phần cán đấy ạ, còn làm một cong cong về một chút để khi mà mình cầm thì nó sẽ chắc tay hơn và chặt rất là đầm. Đó, những con này thì chưa có vỏ ạ, các bác có thể đặt với em vỏ da hoặc vỏ gỗ cầm chỉ nhá. Đồng giá 250.000 một vỏ. Đấy, còn con số 5 này riêng mỗi con dao là em bán 300.000 nhá. À, 350.000, em xin lỗi ạ. 350.000, mã số 5. Rồi, tiếp đến em sẽ giới thiệu đến mã số 6. Đây là một con dao mèo bụng to, nhưng mà phiên bản này là dài 29 cm. Đấy, những con dao mà dài từ 28 đến 30 cm là em sẽ bán 350.000. Tại vì những con này là tốn nhiều nguyên liệu hơn. Đó, các bác nhìn này, hai mặt mài sáng. Và con số 6 này thì có 3 đinh. Đấy, có 3 đinh cơ ạ. Đây, các bác nhìn, rất là tròn trịa và đẹp đẽ. Đấy, có cả lỗ treo dao này. Đây, hai mặt sẽ mài sáng như này nhá. Con em đang cầm là mã số 6 ạ. Các bác chỉ cần nhớ cái mã số giúp em và cái video em đăng của ngày bao nhiêu thì trong quá trình chốt đơn em sẽ dễ tìm hàng cho mình hơn. Bản rộng vào 5,5, dày 5 ly và nặng 600g. Đây là mã số 6 nhá. Rồi tiếp đến em giới thiệu đến mã số 7. Đây là một em mèo trắng. Em mèo trắng này bản chất thì vẫn là làm từ thép nhíp đen, nhưng mà mài qua một lượt nữa thì sẽ được trắng như thế này. Đấy, và đây là một cái kiểu dáng mới này các bác này. Đấy, có phần an toàn ở đây. Và cán ốp, đây ạ, đây là một dòng cán ốp. Nhiều bác cũng có vẻ thích cán ốp hơn. Thì hôm nay em sẽ lên cả cán ốp và cán tra thì chúng ta cùng tham khảo nhé. Đây ạ, cán ốp là không có đinh, không có cái phần khâu chốt ở đây nữa, mà nó sẽ là hai cái mảnh gỗ ốp vào với nhau. Đó, các bác nhìn ạ, hai bên của em số 7 thì sẽ mài sáng như thế này nhá. Đây, mài sáng như thế này, cán ốp vào hai bên và em này cũng có 3 đinh. Chiều dài của em ấy vào 29 cm. Đây ạ, chiều dài vào 29 nhá. Bụng rộng 5 cm, dày 5 ly và nặng 600g. Đấy, em này cũng là 350.000. Em gọi đây là em mèo trắng nhá các bác. Bản chất của nó vẫn là thép nhíp đen. Thì trong quá trình sử dụng các bác bôi trơn dầu mỡ thường xuyên để tránh bị han gì là được ạ. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến những con Kuri và Para. Đây cũng là một trong những cái loại dao đi rừng không thể thiếu. Những con mèo vừa nãy em giới thiệu đấy ạ, thì nó rơi vào tầm khoảng 5 đến 700g. Các bác có thể chặt nhẹ được. Còn những cái con mà nó dao động, ví dụ như hai con Parang số 9, số 10 này, những con 11 này, đấy, những con mà nó nặng gần 1 cân ấy, thì các bác có thể chặt được cây to. Và mình sẽ phải cần cái lực chặt rất là khỏe. Đấy, bác nào mà lực lưỡng mà mình có nhiều sức khỏe thì mình có thể chọn sang những cái dòng to như thế này để chặt nó thuận tiện hơn nhá. Số 8 em giới thiệu đến đó chính là một con dao Kuri. Đấy, dao Kuri này thì cái kiểu dáng của nó kết hợp rất là mềm mại. Không hẳn là mềm mại hẳn mà nó cũng có nhiều cái yếu tố mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đây các bác nhìn này, cái lưng, thứ nhất là cái phần lưng nó rất là uốn cong, nhìn nó rất là đẹp. Nó không cong như Parang mà nó cũng không thẳng như mèo. Nó là sự kết hợp của hai cái con này. Đấy ạ. Chiều dài của em ấy vào 34 cm. Đấy, cái lưỡi dao đấy ạ. Em tính chỉ tính lưỡi dao thôi nhé, vào 34 cm. Bản rộng của em này vào 6,5 cm, dày 6 ly và nặng 600g. Đấy, đây là mã số 8. Các bác cũng chặt nhẹ được thôi, chặt được cây.
Đấy, nhưng mà nếu mà cây to thì phải dùng đến parang, những con nặng hơn 1 cân ấy thì nó sẽ ok hơn. Đó, con này thì làm đinh inox các bác ơi. Dạ, màu trắng là đinh inox nhá, còn màu màu vàng và màu sậm sậm kia sẽ là đinh đồng ạ. Và khâu chốt đồng, cán gỗ vẫn là cầm chỉ. Đấy, em parang à em kuri này thì tên rất là tây, hai mặt để đen như thế này, em bán 350.000 ạ. Tiếp đến ạ, em có mã số 9 và số 10. Đây là hai cái phiên bản parang, nó không quá là lệch nhau. Đấy, không lệch nhau lắm đâu, nó chỉ khác nhau về cái mặt, một mặt hoa văn, một mặt đen, thế nên em sẽ chỉ đọc thông số một con thôi. Các bác muốn cụ thể con nào thì có thể nhắn để em báo lại nhé. Đặc điểm chung của hai em này thì đây, có cả phần an toàn này. Cái mũi thì vát nhọn này các bác này, parang đây ạ. Rất là khỏe khoắn luôn, và đây là dòng cán ốp nhé. Em bán đồng giá 350.000, đây là mã số 9 và số 10. Các bác lấy con nào cũng được. Đấy, số 9 thì có hoa văn. Đấy ạ. Số 9 thì hai mặt đều làm hoa văn như thế này. Có bác thì gọi là mài nhám đấy ạ. Đấy, có bác thì gọi là hoa văn. Tùy cả nhà chọn nhá. Con số 9 này thì nặng 1,1 kg. Con số 10 thì nặng 1 kg. Đấy, nó lệch nhau 100-200 g thôi. Chiều dài lưỡi dao vào 33 cm ạ. Đấy, số 9 nhá. Bản rộng thì vào 6,5. Hai em này đều dày 6 ly. Đấy ạ. Độ dày của hai em này đều là 6 ly nha các bác. Cản ốp hai bên. Đấy, nhưng mà số 10 thì hai mặt đen, số 9 thì hai mặt hoa văn, tùy các bác chọn. Đồng giá 350.000 một con. Đây là số 9 và số 10. Đây. Em quay ngược lại một lần cho các bác ngắm này. Video này em làm rất là đầu tư và chỉnh chu luôn đấy ạ. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến mẫu dìu nhá. Dìu này thì em có vỏ da ở đây rồi. Các bác có thể mua thêm vỏ hoặc là không mua. Em có bán lẻ mà. Đấy. Dìu này thì em có lên hai dòng nhưng mà cùng một giá. Đầu tiên là dòng cán ốp, bán chạy nhất trong tất cả các loại dìu của nhà em. 300.000 một con nhá. Bộ số 10 và số 10 à 11 và 12. Con số 12 là cán thường. Đây các bác nhìn này. Con số 11 ạ. Con em đang quay này thì nó nặng 1,1 kg. Độ nặng của các em này thì trước kia là từ 1 đến 1,4 kg, nhưng mà nhiều bác bảo là 1,4 thì cầm hơi nặng tay, nên đợt này em có con nặng nhất là vào 1,1 kg thôi. Đây ạ. Một mặt sẽ để hoa văn và một mặt mài sáng nhá, cán ốp hai bên. Đinh đồng 4 đinh luôn ạ. Đấy, làm hẳn 4 đinh luôn. Các bác cầm thoải mái. Và đây là cái vỏ da đi kèm. Đấy, vỏ, một vỏ như thế này sẽ là 250.000. Các bác bỏ cái cúc da vào rồi cho vào như này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và sang hơn rất là nhiều luôn đấy ạ. Đấy, con này thì có chiều dài lưỡi dao vào 17 nhá các bác. Dày 10 ly. Đấy, dày 10 ly tức là 1 cm đấy ạ. Rất là khủng khiếp luôn. Dày thoải mái chặt luôn. Các bác chặt xương sâu bò được, mang đi rừng đốn cây. Đấy, cũng rất là ok đấy ạ. Đây là mã 11 nhá, em bán 300. Mã 12 cũng 300. Nhưng mà tuy nhiên đây là dòng cán tra. Đây các bác nhìn này, cán tra thì sẽ có đinh chốt ở đây. Và đây ạ, đóng hai đinh ở đây nữa. Đây, nhiều lúc thì kiểu làm thủ công mình không để ý được cái, thế nên cái đinh nhiều lúc là một số cái nó sẽ không được tròn trịa cho lắm, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Ví dụ như cái đinh này nó bị méo một xíu này, các bác thông cảm ạ. Đây ạ, một mặt để đen, một mặt để hoa văn. Nó nhìn góc nào cũng rất là sắc và đẹp. Hai cái vỏ da này em bán riêng, thế nên là các bác thích lấy màu nào cũng được nhá. Đây, đây màu em đang cầm là màu đen. 250.000 một vỏ ạ. Đấy, con này thì nặng 1 cân thôi. Cái con số 12 em cầm đấy ạ, nặng 1 cân thôi các bác ơi. Chiều dài với cả chiều rộng thì nó gần giống như con số 11, nhưng mà độ dày của em này là vào 14 ly. Đấy ạ. Dày nhất đã là trước kia, dày nhất đã là vào 10 ly rồi, nhưng mà đợt này làm tận 14 ly. Thì các bác phải biết là nhà em rất là đầu tư trong cái việc chất lượng của lưỡi dìu đấy ạ. Đấy, dày 10 ly nhưng mà nặng 1 kg. Rất là hợp lý, tại vì ngoài các anh ra thì các chị cũng có thể dùng rất là thoải mái. Rồi, tiếp đến em giới thiệu đến mã, những cái mã đi rừng bé hơn nhưng mà kèm vỏ. Đấy, đây là mã số 13, 14 và 15 nhé. Đây, đầu tiên mã số 13 trước này. 13 này chưa có vỏ, đây là một con mèo mini. Các bác có thể đặt vỏ riêng. Đấy, em mèo mini này thì mèo mũi hếch các bác ơi. Đấy, con này thì cắt giấy cực kỳ là sắc luôn. Sắc dã man, sắc cực kỳ luôn ấy các bác. Chiều dài của lưỡi dao vào 17 ạ. Hai mặt để đen như này nhá. Em này thì nặng 200 g thôi. Đấy. Các bác có thể làm thêm vỏ da hoặc vỏ gỗ cầm chỉ, nhưng mà thường thì những con bé như này ấy, mình làm vỏ gỗ cầm chỉ sẽ đẹp hơn. Còn những con to như trên này thì các bác có thể làm vỏ da để mình mang đi, nó không bị quá nặng. Đấy, con này thì dày 4 ly.
đẹp, độ dày 4 ly và cái chiều dài của bụng, à cái độ rộng của bụng là rơi vào 3,5 cm nhá. Đấy, mèo mini này em bán với giá là 170.000. Đấy, 170.000 một cái em mèo mũi hếch này ạ. Rất là rẻ luôn. Các bác mang về cắt giấy này, mình mang đi theo picnic này, đi dã ngoại này, đấy, rất là thuận tiện trong việc mình bỏ vào túi xách hoặc ba lô. Kế bên em có mã số 14. Đây là một cái dao mới. Em đã lên một cái video giới thiệu riêng về cái mã 14 rồi. Đấy là một video ra mắt luôn đấy ạ. Khi mà cho vỏ vào thì nhìn em này hơi giống cái sừng bò, thế nên là em sẽ đặt một cái tên rất là thân thương, đó chính là dao sừng bò. Đấy, để các bác đỡ nhầm lẫn với con khác nhé. Khi mà cho vào vỏ thì sẽ như này ạ. Đấy, các bác nhìn này, hoành tráng không? Quá là đẹp luôn. Em số 14 này thì vỏ gỗ được làm từ vỏ gỗ cầm chỉ ạ. Và ngoài ra thì có cả cái lá chắn đồng này các bác này. Đấy, cái lá chắn này là thợ nhà em nói là hơi kỹ tính, phải mài đi mài lại đến khi nào được đẹp như thế này thì thôi. Nó, cái hình nó rất là tròn trịa luôn ấy. Em đang một tay cầm điện thoại nên là sẽ không cho các bác thấy được hết cái cho ra cho vào thì nó hơi khó. Đây, em lắp tạm như này để các bác nhìn tổng thể trước nhá. Có hai đinh đồng, khâu chốt đồng và lá chắn đồng. Đấy. Riêng con này thì chúng ta sẽ mình sẽ mang đi cho có vỏ sẵn rồi thì mình sẽ mang đi rất là thuận tiện. Đó, một bộ em sẽ bán một bộ nhá, là bao gồm cả một cái vỏ và một con dao như này em bán 450.000. Đó, con riêng cái con dao thì nặng 300 g. Các bác đợi em một chút nhé. Em sẽ đặt cái điện thoại xuống để em rút cái dao ra. Đấy, đây ạ. Đây, khi mà cho ra như thế này, các bác sẽ thấy ạ, riêng cái vỏ này thì nó nặng 200 g. Đấy, còn con dao này thì nặng 300 g. Cả dao, cả vỏ sẽ nặng 500 g. Đấy, đây là gọi là dao sừng bò nhé. Một bộ hoàn chỉnh như thế này em bán 450.000. Chiều dài của lưỡi dao là rơi vào 20,5 cm ạ. Đấy, các bác nhìn này, nó hơi cong, nó hơi cong một chút nhưng mà cái bụng nó lại bé hơn. Nó không giống dao mèo đâu ạ. Đấy. Các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Mẫu này mới, khách em đặt số lượng nhiều và em cảm thấy rất là ấn tượng với mẫu này nên em sẽ để mang về bán luôn cho các bác tham khảo ạ. Cái hoa văn của em số 14 này là kiểu chấm bi cơ. Đấy, nó không phải kiểu như là những cái như hoa lá trên cành ở trên này. Các bác thấy không? Mỗi hoa văn một kiểu. Đó, đây là mã số 4 nhá. Và cuối cùng em giới thiệu đến mã số 15. Đây là một con mèo làm từ thép trắng không gỉ. Đó, thép trắng không gỉ thì em cũng bán bằng cái giá tiền 14, là bằng 450.000 một bộ. Đấy, đây cũng là vỏ gỗ cầm chỉ này. Nhưng mà cái vỏ này thì mẫu này điệu hơn một xíu, là em có sỏ đồng xu và cái dây buộc ở đây rồi. Nhìn rất là đậm đà bản sắc văn hóa vùng Đông Bắc của em. Đây ạ, đây là hai mặt sẽ để trắng như này. Đây là thép trắng không gỉ nhé các bác. Thì nguyên liệu với cả giá thành nó sẽ đắt hơn, nhưng mà em để cùng với giá 14 thôi. Đấy, hai con này bằng nhau, 450.000 một bộ. Các bác tùy lấy con nào cũng được. Đây ạ, con này thì sẽ dày tầm khoảng 5 ly nhé các bác, nặng khoảng 300 g. Em quên mất là chưa đo thông số của em này rồi. Đấy, chiều dài của nó thì sẽ rơi vào tầm khoảng 13, 14, tầm khoảng 15 cm. Đấy, chiều dài của em 15 này sẽ vào tầm khoảng 15 cm, đúng bằng một găng tay của em luôn này. Đây, rồi, tiếp theo em giới thiệu đến những cái món đặc sản. Ngoài dao thì em có kinh doanh thêm các món đặc sản để các bác có cơ hội thưởng thức và tìm hiểu thêm những cái văn hóa ẩm thực của Cao Bằng quê em. Đó, các bác có thể mua với em số lượng nhiều để mình mang đi kinh doanh lại nhé. Em có nhận xỉ lẻ toàn quốc ạ. Ngoài dao thì có thêm đặc sản. Đây các bác ơi, đầu tiên là em có mật ong rừng. Một chai to như thế này là nặng 1,4 kg, đựng được rất là nhiều luôn ấy, nhiều công dụng tuyệt vời lắm. Mình để pha uống nước này, mình để cho vào những cái gia vị nấu ăn bình thường cũng được. Một chai như này thì em bán với giá là 350.000. Đây là mật ong rừng nguyên chất nhá các bác ơi. Và chai này là chai nhựa, thế nên là trong quá trình gửi thì các bác cũng không sợ bị vỡ đâu ạ. Em sẽ bọc rất là cẩn thận cho chúng ta. Kế bên em có mắc khén rừng. Bác nào mà yêu nấu nướng này, yêu bếp này thì đừng bỏ qua cái mắc khén rừng này. Nó là một cái nguyên liệu rất là tự nhiên, thơm cay nồng vừa phải. Đấy. Hai gói bé như em đang cầm thì sẽ bán là 50.000 nhá. Bác nào muốn dùng thử đấy ạ thì có thể mua 50.000, có hai gói bé. Còn một gói to như này là 500 g, em bán 125.000. Đấy, tiếp theo em có miến phe đén. Miến này là đóng gói 1 kg, giá là 120.000. Đấy, miến này là làm từ bột rong ạ. Không có chất bảo quản, không hóa chất. Bác nào được ăn miến nhà em rồi thì sẽ biết rất là dai và ngon. Các bác đem nấu canh cũng được,
mang xào cũng được. Miến này thì rất là thích hợp với những chị em thích giảm cân nhé, ăn mà không sợ béo nhiều ấy. Đó, bên cạnh đây em có thêm cả măng mầm. Một túi măng như thế này là đóng gói 500g nhé, em bán 130.000 ạ. Đấy, rồi tiếp theo em có nụ tam thất này, một cái loại tiên dược rất là quý, phải được ví như một loại tiên dược luôn, tại vì nụ tam thất có rất là nhiều tác dụng tuyệt vời. Bác nào mà muốn thanh lọc cơ thể hoặc là mình bị mất ngủ thì có thể dùng loại này. Đấy, đây là em đang có loại đặc biệt là 350.000 một gói nhá. Đây ạ, 350.000 một gói, 500g. 1kg sẽ rơi vào 700.000. Và cuối cùng là em có táo đỏ. Đấy, một túi táo như thế này rất là rẻ ạ. 80.000 một túi, đóng gói 500g. Táo này các bác mang về ăn liền luôn cũng được, mang về chưng yến hoặc là nấu với trà dưỡng nhan cũng rất là tuyệt vời. Đấy, vậy là em đã giới thiệu hết cái phiên chợ mini ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ. Rất mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của tất cả mọi người để Lục Linh Dao Phúc Sen có cơ hội phát triển và đến gần hơn với tất cả chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.